Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay, Học Văn Chị Hiên sẽ giới thiệu cho các bạn một phần vô cùng quan trọng. Đó chính là bảng chữ cái tiếng Việt. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Đây là âm A. Các bạn cùng đọc theo chị nhé. A. 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 Âm A có các ví dụ như cái ca, con gà, ba. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng làm quen với âm á nhé. Á. 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 Ví dụ như cái khăn, cái cặp. Âm thứ ba chính là âm ớ. 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 Đối với âm ớ, chị có các ví dụ như đá cầu, đấu cờ. Tiếp theo chính là âm bờ. 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 Âm bờ có các ví dụ quả bóng, bà, con bò. Âm tiếp theo mà các em đang nhìn thấy trên màn hình chính là âm cờ. 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 Đối với âm tiết này, chị có các ví dụ như sau: quả cam, con cua, con cáo. Tiếp theo là âm giờ. 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 Âm giờ có các ví dụ con dê, cặp da. Âm đờ. 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 Âm đờ với ví dụ cây đa, câu đố. Trên màn hình của chúng ta bây giờ chính là âm e. 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 Với các ví dụ em bé, vẽ. Để tiếp tục bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi làm quen với âm ê. Các bạn cùng đọc theo chị nhé. Ê. 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 Âm ê có các ví dụ bế, con bê. Âm g chúng ta cùng đọc như sau: g, g, g. Đối với âm g, chị có hai ví dụ: con gà, ga tàu. Âm h, các em cùng đọc nào: h, h, h. Âm hờ có ví dụ đồng hồ, cây hẹ. Chúng ta cùng chuyển sang âm y nhé. Các em cùng đọc theo chị nào. Y. 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 Âm y có ví dụ đi chợ, chị em. Trên màn hình của chúng ta bây giờ chính là âm ca. 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 Âm ca với các ví dụ kể chuyện, cái kê. Âm l. 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 Ví dụ như lọ hoa, lá cây. Âm m. 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 Đối với âm m, chị lấy ví dụ mẹ, quả me. Âm n. 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 Cái nơ.
quả na. Âm tiếp theo mà chị muốn giới thiệu đến các em chính là âm o. 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 Âm o với ví dụ kéo co, con ong. Chúng ta cùng nhau tiếp tục chuyển sang âm ô. 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 Đối với âm ô, chị lấy ví dụ cô giáo, con hổ. Ngay sau âm ô chính là âm ơ. 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 Âm ơ có các ví dụ cờ, cái nơ. Hình ảnh đang hiện trên màn hình của chúng ta chính là âm pờ. 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 Chị có các ví dụ phở bò, phố cổ. Âm tiếp theo mà chúng ta sẽ học chính là âm cu. Các bạn cùng đọc theo chị nhé. Cu. 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 Đối với âm cu, chị có các ví dụ sau. Quả lê, quế. Các bạn cùng chị đọc âm tiếp theo nhé. R. 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 Ví dụ cái rổ, gà ri. Đây là âm sr. Chúng ta cùng đọc nào. Sr. 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 Chị có ví dụ chim sẻ, quyển sổ. Tiếp theo chính là âm tờ. 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 Âm tờ với các ví dụ tổ chim, tô mì. Âm u. Các em cùng đọc với chị nhé. U. 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 Âm u với ví dụ tủ, đu đủ. Trên màn hình của chúng ta chính là âm ư. 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 Âm này chị có các ví dụ sư tử, lá thư. Đây là âm v. Các bạn cùng đọc nào. V. 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 Ví dụ như con ve, quyển vở. Âm sờ. 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 Âm sờ với các ví dụ xe máy, xem phim. Và cuối cùng chính là âm y. Các bạn cùng đọc theo chị nào. Y. 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 Âm y chị lấy các ví dụ như y tá, địa lý. Bài học ngày hôm nay của chúng ta tới đây là kết thúc rồi. Các bạn hãy chú ý xem lại thật kỹ để có thể thuộc được bảng chữ cái tiếng Việt nha. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại.